県の話題になるとこのもう愛犬のために入ってはいかいから、はい、もうとても今も帰りたいですね。そうですね。中に入ってしまったお茶目な山本さん、今度はぜひ愛犬と一緒にスタジオに来てください。続いては金型プリンス平野翔さん、できないというブロック挑戦にしたらが突っ込むと。Xin chào quý vị, anh chị cô chú quay trở lại kênh Phú. Nay Phú có đi đến một cái quán ở cũng khá là gần nhà em, ở lâu nay mới biết cái quán này. Thì ở đây cũng khá nhiều đồ, đa dạng đồ, từ đồ điện tử, đồ xe đạp, túi sách, rồi đồ gia dụng hay gì cũng có. Đây là một bán hàng second hand, à hai hand, người ta dùng người ta bán lại cũng tương tự như hàng đồ cũ kia, nó là một cái tên khác một chút thôi. Cũng có đồ mới chưa dùng luôn đấy, đài cassette rồi loa bluetooth thì cũng có, mới cũ đều có quý vị nhé. Rồi gì ai mắc cái thứ có hết này, tivi rồi màn hình máy tính cái thứ. Thì thấy ở đây có máy tính em quay quý vị cùng xem chút để có thể thấy được là cái giá nó đắt hơn rất là nhiều so với nếu quý vị mua hàng ở Việt Phú. Thực ra là hàng quán thì họ đắt hơn là mà dễ hiểu thôi, cũng không có gì khó hiểu cả. Thì họ phải tốn nhiều chi phí rồi các thứ, nhân viên thứ, còn Việt Phú thì số tự làm được hết về máy tính, nên cài đặt sửa khắc phục rồi nâng cấp rồi vệ sinh cài đặt cập nhật cái thứ là Việt Phú làm hết, bạn quen thì Việt Phú làm hết, nên là đã không làm lãi thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Nói chung về máy tính laptop mà Việt Phú mà rẻ số 2 ở bên Nhật này thì ít người dám rẻ số 1. Tổng câu quý vị như vậy. Quý vị thấy được là cái con Fujitsu này đó. Con Fujitsu này là cấu hình của nó này, có i5 3230 2.6 GHz RAM 4GB nhé. Ổ cứng HD 128GB. Giá 2.1 gần 2.2, giá khoảng tầm 4.6 ở bên này nhé. Chưa cước. Thì cước về Việt Nam nữa là tầm 6 triệu quý vị nhé. Tuy nhiên nếu biết một con như thế này, con này còn không có camera nha quý vị nhé. Đấy một con như thế này, nếu quý vị mua Việt Phú thì giá về Việt Nam rơi tầm chưa đầy 4 triệu gì đó. Là ví dụ thôi, ví dụ vậy. Nhưng mà con này còn hỏng bàn phím nhé. Con kia cũng hỏng bàn phím với góc cái nút ESC nó bị canh rồi. Con này cũng hỏng nút spec này, cách trắng này. Con này cũng giá bằng con bên kia. Con này cũng coi năm 4300M 26Hz này, Windows 10 Home, RAM 4GB, ổ cứng HDD 320GB. Hiện tại thì máy Việt Phú nó cũng cài cập nhật Windows 10 Pro Full Key Crack. Và ở đây được cái con này thì nó cũng bằng con kia 6 triệu về Việt Nam đấy. Con này cũng không có camera. Dòng Fujitsu này thì mấy cái dòng kiểu hình dáng này nhìn là biết là không có camera rồi, vì em cũng nhìn quen rồi. Thì nó đối với những con này thì mua phụ chưa đầy 4 triệu. Em bán rất cái tầm này về nám rất là nhiều rồi. Thì còn có trong khi đó em còn tặng thêm một chuột này, full key vận quyền những ngọn này. Rồi những con không có camera này có tặng camera luôn á, tặng camera webcam rồi ấy. Đấy, giá nó lại chưa bằng chỉ hơn nửa đấy tí. Còn đây thì con Lenovo này, chiếc Celeron nha quý vị nhé, Celeron đời cũ nhé, RAM 4GB này, rồi màn hình là 1.6 inch này, ổ cứng là 63GB, 60GB là 64GB SSD đấy. Đấy thì giá là 27.390, tương đương tầm 6 triệu bên này thôi, Việt Nam tầm gần 7 triệu thôi. Một con Celeron đời cũ nhé quý vị nhé, Celeron N3350 này cũng không cao lắm. Celeron thì theo thứ tự các đời chip hiện tại thì Celeron rồi đến đời co rồi Atom các thứ, được đến co đua là co 2 đua rồi đến i2357 9 đấy. Thì con là nếu mà so với thế hệ sản xuất thì nó là cũng khá cái tên đời chip cũng khá lâu rồi. Còn tùy Celeron có đời mới nó còn cao hơn, nó còn lại chạy ngon hơn là đời cũ, cũng như là i3 đời mới nó ngon hơn đời i5 i7 đời cũ rất là nhiều. Đó, kiểu vậy.
Giá con này 6 triệu, Việt Nam 7 triệu nhé. Nhưng mà Việt Phú thì những dòng xe trong ít bán, vì khách Việt Nam mình, khách nó mua thì là đa số họ mua con học online, họ cũng tham khảo thơ sơ trên mạng thôi, thì họ cũng biết là một vài thông tin thơ sơ, ví dụ như là xe rong này thì nó thấp hơn đời y ấy, thì họ cũng ít mua, nên em cũng ít bán, nó thật là vời. Giá nó cao hơn em rất nhiều như vị nhé. Thì em sẽ đi review một số thứ cho quý vị cùng coi ở quán này chút. Đây có thể thấy đây là giày này, có đồng hồ này, có quần áo này, ở kia góc kia có xe đạp này quý vị ạ. Đây quý vị thấy có xe đua đâu kìa, thì em sẽ quay video xe đua sau. Đồng hồ này, đây em sẽ dừng video tại đây để quay một số thứ quý vị anh chị của chú cùng xem thêm ở video sau nhé.